Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bữa sáng cho 6 người ăn. Hôm nay mình nấu bánh canh buổi sáng cho 6 người ăn. Đây là 37.000 tiền thịt. Thịt đây là thịt chân giò. Và đây là 10.000 nấm bò ngư. Và đây là bột ngọt. Và đây là đường. Và đây là mạch nha. Và đây là một gói bột gạo 13.000. Và đây là hành lá. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là một nồi nước sôi. Ta bắt đầu đổ thịt vô ta trộn. Ta trộn khoảng 3 phút đến 5 phút. Bắt đầu ta vớt thịt ra. Bây giờ mình bỏ vào đây 2 muỗng muối. Và 1 muỗng bột ngọt. Bây giờ ta bắt đầu đảo thịt cho ta ướp nửa tiếng. Bây giờ ta ướp nửa tiếng. Bây giờ mình ướp thịt đã được nửa tiếng rồi và nồi nước của mình đã sôi, chuẩn bị sôi rồi, ta bắt đầu đổ xương ngô ta hầm. Và bây giờ mình bỏ vô trong nồi nước lèo của ta một ít hành băm để cho nó thơm. Và mình cũng bỏ vô một ít nấm bò ngư để cho nồi nước lèo của ta nó ngọt. Đây là 10.000 nấm bò ngư 200g. Bây giờ mình đi làm bánh canh. Đây là 400g bột gạo. Và đây là 400g nước đun sôi sùng sục. Ta bắt đầu chế vào. Ta chừa lại một ít thôi. Ta bắt đầu quậy bột. Ta chế tiếp nước vào, chế hết luôn. Bây giờ mình nặn vào đây nửa quả chanh. Và đây khoảng 2 muỗng dầu ăn. Bây giờ thì mình đánh bột rất là mềm rồi. Đó, mình đánh bột thật là mềm như vậy. Mình đánh khoảng 10 phút thì bột của ta sẽ mềm như vậy. Bột mềm như vậy là khi ép bánh canh rất ngon. Và các bạn và các cháu nhớ là đun nước thật sôi nhé.
Nếu các bạn mà đun nước nguội á, thì bánh canh của nó cứng lắm, không có mềm. Đó. Mình đánh bột mềm như vậy. Bây giờ ta bắt đầu đi ép bánh canh. Đây là cái khuôn. Mình bỏ cái mặt nhám lên trên, mặt láng xuống dưới. Và ta bỏ cái ruột rồi vô. Ta cho vô khớp. Bắt đầu ta đổ bột vào. Và mình cũng nặn vô đây một miếng chanh. Ta bắt đầu ép. Đó, ta kéo lên là nó rớt xuống. Bây giờ bánh canh của mình đã nổi và sôi khoảng 3 phút, ta bắt đầu vớt bánh canh ra. Bây giờ nước sôi, ta bắt đầu nặn thêm bánh canh. Mà ta dứt cái này lên là nó tự nứt. Bây giờ bánh canh của mình cũng nó nổi rồi. Ta để sôi khoảng 3 đến 5 phút để ta vớt ra. Tại vì bánh canh nó lâu chín hơn là bún. Ta sôi khoảng 3 phút là ta vớt ra được. Bây giờ thì mình vớt bánh canh sang một cái tô khác cho nó nguội. Và mình lại vớt sang một tô khác nữa. Từ vì hôm nay mình làm nhiều nên mình phải xả nhiều nước để cho bánh canh mình nó mau nguội. Bây giờ thì mình cho mấy cái củ hành củ ở trong nồi nước lèo. Bây giờ mình nêm đường vào. Và mình cũng nêm bột ngọt vào. Mình không thích ăn bột canh cho nên mình không nêm bột canh. Và ta nêm vô một ít mạch nha. Mạch nha để cho cái nồi nước lèo của mình nó sẽ ngon hơn. Đó, ta cho vô một ít mạch nha. Và đây là một rổ bánh canh mình đã mới làm xong. Đó, đây là một rổ bánh canh. Hôm nay là mình nấu bánh canh cho nhà mình ăn buổi sáng nè. Đó, mấy đứa cháu nè. Có thằng này nè, nó mập ú à. Đó, nó ăn nhiều lắm.
gì nữa, anh nhiều nói mất, anh nhiều với sao nữa. Không có. À thôi anh ít. À, hôm nay là mình nấu bánh canh cho nhà mình ăn buổi sáng. Ăn đi. Vậy là ta đã hoàn thành bánh canh. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thấy các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.